quay trong này nhá. Cái vườn hoa cảnh rất là đẹp ở trên xe. Nhà này vừa trồng cây cảnh, phong lan rồi những cái thứ khác ở chư xê. Rất là đẹp những bông hoa, vừa họ vừa rửa xe vừa trồng cây cảnh phong lan gì đây. Bông này rất là đẹp, dạng lan. Đẹp. Thị trấn Chư Sê thuộc Mỹ Thạch, gần hồ nước. Những bông hoa này rất là đẹp. Tình cờ tôi đi rửa xe và thấy vườn hoa, tiện quay luôn. Đây, nhiều loại hoa rất là đẹp ở phía sau kia nữa. Bông mai, đúng không? Rất là nhiều loại hoa mà tôi chả biết cái hoa tên gì. Còn cái cây này là gốc gốc cây cây dâu. Dâu. Còn cái loại hoa này không biết. Họ làm rất là đẹp. Và rất là đẹp. Thank you.
Chị sao đứng vậy? Ơi, sao đứng vậy? Ê, sao đứng vậy? Nó không quay hả? Dừng lại. Gió nó tạnh nước à.